Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóa Vlog. Mình là Văn Hóa Gia. Và hôm nay là ngày 31 tháng 5. Đó, tháng 5. Và là ngày cuối cùng của sinh nhật lần 6 của Sen Đỏ. Và cái thời điểm bây giờ là khoảng 8 giờ, gần 8 giờ sáng. Và hôm nay chúng ta sẽ thử đổi xem cái mã giảm giá của Sen Đỏ như thế nào. Ngày cuối cùng rồi. Đây, khoảng 8 giờ thì Sen Đỏ nó sẽ reset lại cái đổi mã giảm giá. Đây, số mình đang có là khoảng 1.500 xu đây, và là vừa đủ để đổi lấy cái mã 500k, cái mã 200k, tức là 1.500 xu ở đây này, tương đương với cái mã này, và khoảng 6 phút nữa. Rồi chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là có đổi được không. Và mình sẽ thử áp dụng luôn cái mã này để mua cái đơn hàng khoảng 1 triệu rưỡi. Ok, hãy chưa quay lại sau 5 phút nữa. 2000 years later. Rồi, như vậy là chúng ta chỉ còn hơn 1 phút nữa. Anh thủ mình làm một số cái nhiệm vụ ở đây. Ồ, cái này làm rồi à? Nhiệm vụ này thì con làm hết rồi. Ôi da. Rồi quay lại đi. Rồi, bây giờ là khoảng 8 giờ rồi. Mình sẽ vào đổi luôn cái mã giảm giá này. Đổi. Đồng ý. Như vậy các bạn có thể thấy rằng với cái thời điểm sớm như này, 8 giờ thì còn rất nhiều các cái mã giảm giá, như là mã đơn 2 triệu này cũng còn nhanh quá, đổi nhanh quá ạ. Đây vẫn còn này, thời điểm mình đổi thì là vẫn còn cái mã 5 triệu này, à quên, cái mã 2 triệu cho đơn 500, mã 200, mã 100 còn rất nhiều. Rồi mình cũng đã may mắn đổi được một cái mã 200k. Bây giờ giải phép lại chắc chắn là hết ngay. Hết ngay luôn này này. Hết rồi. Đây. Như vậy là chính xác là cái mã 500k là vẫn có. Đó. Thực ra bây giờ mình hết xu rồi. Vẫn đổi chẳng đổi được. Thử quay lại nhá. Giải phép lại xem nào. Chắc chắn là hết rồi. Đó. Cái mã 1.500 xu thì có mỗi mình đổi thôi. Còn trên cái mã 100.000 thì hầu hết anh em đều rig được, anh em đổi hết. Còn riêng cái mã 500k này này, muốn nói là cái mã này là có, mà không phải ai muốn đổi cũng được, nó quá nhanh. Đấy, mà muốn đổi thì chỉ chọn cái thời điểm là giờ như này, 8 giờ sáng. Cái nốt đầu tiên của ngày của cái nốt đầu tiên của cái ngày mà sinh nhật. Thực ra là cũng không còn, không là ngày cuối cùng rồi. Ngày cuối cùng của sinh nhật thứ 6 sẽ đỏ rồi. Nếu mà không muốn đổi thì các bạn chờ đến mốc 10 giờ, cứ 2 tiếng lại reset một lần. Rồi ok. Rồi bây giờ cùng xem lại cái mã giảm giá nó 5 mã giảm giá 200k nó như thế nào. Và đây. Đây. Mã giảm giá 200k là hoàn toàn nó có thật. Và một số bạn có hỏi là làm sao để có thể tích góp được nhiều xu như vậy để đổi một cái mã giá trị lớn như vậy. Thì thông thường nếu các bạn chơi thì các bạn chỉ rig được cuối cùng giỏi lắm cao nhất, đó chính là cái mã 100k thôi. Còn cái mã ví dụ như là cũng hết 1.500 xu rồi, hay là cái mã 2.000 xu này, thì ở Sen Đỏ họ có ghi nhận một cái hệ thống về tích lũy, về cái điểm ở mua hàng. Thông thường nếu các bạn mua hàng ở những cái đơn hàng mà giá trị lớn ở trên Sen Đỏ ấy, đây này,
Ví dụ ở đây mình có mua một cái máy khoan Makita, nó rơi vào khoảng 510.000. Thì nó sẽ có một hệ thống tích lũy điện ở... Cái này không chính rõ chính xác nó là điểm gì, nhưng mà khi mà thực hiện cái nhiệm vụ mà trên sinh nhật thì nó sẽ cộng cái điểm xu là tương đương với cái điểm mà cái đơn hàng các bạn mua. Và tất nhiên là cái đơn hàng các bạn mua thì các bạn phải có cái đánh giá về cái sản phẩm. Mình đã thử một cái app mà không có cái đánh giá sản phẩm thì nó không được cái điểm đó. Tức là khi các bạn mua hàng thành công xong, các bạn từ mình mở lại. Ví dụ cái đơn này mình mua rồi này. Thì mình có đánh giá về cái chất lượng sản phẩm. Nên cũng được cái đây sẽ mời bạn xem cái phần nên cái phần về nhiệm vụ. Ví dụ có cái nhiệm vụ mà tri ân của sen đỏ. Đây là ở phần này. Thì cái điểm xu mình nhận được rất là cao. Đây này. Ở cái phần tri ân này này. Nó đã mình được nó gần 5.200 xu rồi. Đây. Đó. Phần này mình đã được 5.200 xu rồi. Nên là cái điểm tích lũy mình nó chỉ rơi khoảng 10.000 thôi. Thực hiện các cái nhiệm vụ này. Đó. Hay là ví dụ thực hiện các nhiệm vụ điểm danh hàng ngày hay là điểm xác nhận quà ấy. Thì đây ví dụ có một nhiệm vụ cuối cùng ngày hôm nay này. Đây. Thì cái nhiệm vụ ngày 31 này cũng rất là cười, bắt phải đổi mã giảm giá thì mới cho xu. Người ta đổi mẹ trong mã giảm giá thì lấy xu làm gì nữa. Đây ví dụ được 650 xu này. Đổi mã giảm giá rồi mà nó cũng không. Đấy đổi rồi mà nó còn không cho mình lấy cái xu cuối cùng về này. Thế mới chuối. Và thôi cái này cũng không thiết lắm, tại vì mục đích quan trọng mình lấy được cái mã giảm giá này rồi. Mình cũng sẽ không cần nhiều. Ở đây. Nó lag các bạn ạ. Nó lag. Đấy, mình có hơn 1.000 xu nữa. Hết. Rồi, đó là một chút chia sẻ về cái mã sinh nhật sen đỏ lần 6. Thôi thì cái mã 200 thì cũng ngon lắm rồi. Thôi tổng kết lại thì cái mã mà 200k thì cũng là khá là ấm rồi. Có còn hơn không? Còn để mà rig đến cái mã 500 thì mình nghĩ là hơi khó. Thật sự thì cái mã 500 này thì mình nghĩ rằng là mình cũng rất là mua thì nó cũng giá cái sản phẩm nó khá là cao, 2 triệu cơ. Mình cũng chưa book được cái nào đến giá 2 triệu cả. Có chăng mua điện thoại thì 2 triệu là vừa. Còn tầm 750.000 thì mua máy móc thì nó cũng khá là ấm rồi. Ok, giờ mình sẽ tiến hành đặt thôi. Đây, cái câu chuyện đặt nó còn đang cái băn khoăn rất là lớn. Ví dụ mình đang có hai cái mã như này. Nó vênh nhau không nhiều. Nhưng mà ở hai bên này thì nó lại có cái câu chuyện về chất lượng sản phẩm. Một shop thì mình hỏi trả lời, một shop không trả lời. Và tuy nhiên cái shop mà không trả lời mình thấy cái lượt đánh giá thì sản phẩm cao hơn. Mà cái shop trả lời thì mình thấy là cái lượt đánh giá sản phẩm ít hơn rất nhiều. Vẫn có người mua cả hai shop này. Thì đang bần khôn quá. Thực ra là hai bên này thì chênh lệch giá nhau không nhiều. Một cái nó cũng chỉ 1k thôi. Nhưng mà mình đang băn khoăn về cái chi phí vận chuyển. Đó. Nếu mà đặt cái trên thì có lẽ là mình sẽ mua thêm, mua dụng mua của shop trung tâm dụng cụ, mình sẽ đặt thêm cả cái mặt nạ hàn nữa. Nhưng mà dưới này thì bạn này bên dưới shop này thì họ không bán cái mặt nạ hàn. Ôi trời ơi.
ví dụ mình mua của cái shop này thì đây cái thanh toán đây nó rơi vào khoảng 1.600.000. Thứ nhất thì mình kiểm tra xem là cái phần này nó có được tính vận chuyển là bao nhiêu. Cái này nó vẫn tính thành hai kiện các bạn ạ, tính thành hai kiện đấy. Phí vận chuyển là thì mình chọn lại đơn vị vận chuyển xem nào. Chuyển là 56.000. Cái này phí vận chuyển nó khá là cao tại vì máy nó cũng khá là nặng, chấp nhận được. Tôi có lẽ là chắc mình sẽ không mua cái máy cái shop này thì mình sẽ không mua, hoặc là mình có thể bỏ máy hàn đi, bỏ mặt nạ đi xem bao nhiêu tiền nhá. Mình bỏ mặt nạ đi. Như vậy thì sau khi mà bỏ cái mặt nạ đi thì cái phí vận chuyển nó cũng rơi về tầm là 43.000 phí vận chuyển. Nếu về lựa chọn thì mình vẫn muốn chọn cái shop dưới này hơn này. Tại vì thứ nhất là có lượt mua khá là cao, cái lệnh giá tốt. Và đây này, quan trọng là cái thông tin này này. Đó. Nếu mà mua, nhưng mà cái shop này mình có cái điều điểm là mình hỏi không trả lời nên mình không muốn mua của nó. Băn khoăn quá nhỉ. Ví dụ nha, mình đặt cái sản phẩm này. Thì rõ ra là nó chỉ vanh 1.000, không đang nói đây. Câu chuyện là chọn hai cái shop nó cùng một cái, mã hàng mà có sự lệch nhau thì khá là băn khoăn. Dù lượt mua các bạn hãy để ý lượt mua này này, 312 mà so với 690 lượt mua, 90 lượt mua ở đây. Một lượt không thích. So sánh khá là kỹ đấy, mình có so sánh khá là kỹ ở cái phần này. Chuyện này bên này lượt là thích khá là cao. Úi dồi ôi. Bên nào đây? Bên này thì họ lại có trả lời tin nhắn, mình cũng rất là đây. Bên này thì họ đã có trả lời tin nhắn. Có trả lời cả cái phần hỏi nữa. Ok, xong rồi lựa chọn mình vẫn chọn cái shop ở dưới tại vì nó có lượt mua cao, mình vẫn tin tưởng hơn. Rồi giờ chúng ta sẽ thanh toán. Như vậy giờ được có 200k. Ok, đặt hàng thôi.
Xong. Ok, xong rồi.